tôi phân tích lại một tí cho cả lớp nghe nhá. Đàn gà nhà ngoan có 45 con gà mái. Nhiều ngày nay, những lớp học đêm đã trở nên quen thuộc với bà con ở bản Nậm Giang 2, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Học sinh chủ yếu ở độ tuổi trung niên, còn giáo viên là thiếu tá Vũ Mạnh Hà, cán bộ vận động quần chúng của đồn biên phòng A Mú Sung. Bà con nhân dân trong thôn là cái trình độ nhận thức còn hạn chế, cũng có thời gian đã đi học lớp 1, lớp 2 và lớp xóa mù chữ, nhưng đến nay do không va chạm nhiều nên là bà con đã quên mất mặt chữ, cho nên chúng tôi đã cùng với chính quyền địa phương, nhà trường vận động từng học viên tham gia đến lớp học tập đầy đủ để bà con biết tính toán, biết mặt chữ để giao dịch và để nâng cao đời sống văn hóa cho bà con các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới. Trong phổ thông thứ ba thì có hình ảnh nào mà làm cho ta ấn tượng nhất nhỉ? Bây giờ em mời các anh các chị cũng phải không? Cùng đứng lớp với thiếu tá Hà còn có cô Triệu Thị Huế, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Trạc. Ban ngày lớp học vẫn duy trì cho các học sinh tiểu học tại điểm trường, còn ban đêm tranh thủ xóa mù chữ. Cô Huế chia sẻ: con đến được lớp học như thế này là cảm thấy là rất là phấn khởi rồi. Có nhiều hôm đi vận động thì đến nhà thì mọi người đến 7-8 giờ vẫn còn chưa ăn cơm, bởi vì là bà con phải đi làm. Cái địa hình ở đây dân cư phân bố nó cũng tương đối là thưa thớt. Thứ hai là cái điều kiện kinh tế nó còn khó khăn nhiều. Mà để có một cái lớp xóa mù chữ như thế này thì cảm thấy là cũng có sự quan tâm của Đảng, của chính quyền, với lại có cái sự cố gắng của các thầy cô, cả các chú bộ đội nữa, chung tay vào để có cái lớp xóa mù này cho bà con biết thêm được cái chữ. Biết cả dòng chữ đây ạ. Biết cả dòng chữ đấy. Qua những ngày tháng vất vả, không phụ công thầy cô, 20 thành viên của lớp xóa mù chữ ở bản Nậm Giang đã biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản. Đó là niềm vui lớn nhất của cả thầy và trò. Chị Phùng Tà Mẩy, người dân tộc Giao, một trong số thành viên tích cực của lớp, bày tỏ: từ lúc bắt đầu học là tôi luôn sắp xếp công việc ở nhà, cho đi học đúng giờ, vận động mọi người đi hoặc cùng nhau đi học để giao lưu chữ viết và chữ đọc ạ. Từ hồi nhỏ là cũng bố mẹ cũng nghèo khổ, không được khó khăn mà không được học hành, mà bây giờ Đảng nhà nước rất quan tâm là mở cái lớp xóa mù này để cho là cái mở cái lớp này rất là phấn khởi, bà con rất là phấn khởi mà được học hành như này là rất cảm ơn Đảng và nhà nước. Tiếp sang bài 2 nhé, bây giờ là đọc cho cô đoạn văn này nhé. Bà nga nghe nhậu chạy đi, bà lang vợ bình. Lớp học đêm ở Nậm Giang mang rất nhiều ý nghĩa, vừa trang bị kiến thức căn bản giúp bà con thiểu số có động lực tự học, vừa lên thoát nghèo, tự tin hơn trong giao tiếp, tránh đối tượng xấu lừa gạt. Ngoài ra còn củng cố sâu sắc tình cảm gắn bó của những người giáo viên và người lính quân hàm xanh với cộng đồng dân cư trên biên giới.